Dạ con xin chào ông bà cô chú. Mình xin chào các bạn. Các bạn ơi, mình có kẹo con heo F3 nè. Mình có kẹo con mèo nữa nè. Con F3 với con mèo nó giống trong video hình nha các bạn. Với con gấu nữa. Rồi con gà con nữa nè. Để mình gỡ cái này ra mình ăn thử có ngon không. Đây cũng có kẹo cầu vồng nữa đó các bạn. Ngon lắm luôn á. Wow, nhìn ngon quá vậy. Để mình gỡ ra cho các bạn xem cái này nha. Wow, nó dính quá, nó dính quá. Cái này dễ dính lắm luôn á các bạn. Wow, ngon quá vậy. Trời ơi, rớt rồi. Thưa con ăn đi. Dạ, mẹ ơi. Ừ. Có mời ông bà cô chú ăn kẹo, mời các bạn ăn kẹo, có mời mẹ ăn kẹo. Ừ. Ngon quá, ngon quá. Đâu? Cho mẹ kẹo cầu vồng nè. À, kẹo này kẹo cầu vồng á hả? Vâng ạ. À. Ở trong phim hoạt hình cũng có kẹo cầu vồng. Ừ, ngon quá. Ăn nguyên con gà luôn. Cái này là gà con mà mày á. Ừ. Con ăn con gà này, mẹ ăn bánh cho. Mẹ ăn lỗ con gà đi, con gà ngon lắm luôn. Ừ, mẹ ăn rồi, con ăn đi. Rồi lúc con gửi con heo F3 cho mẹ ăn. À, có hiểu rồi mẹ. Cái này là cục kẹo nè mẹ, cục kẹo nhỏ nhỏ đen đen. Nằm đất rồi mẹ. Nằm đất. Trời đất, ăn cái gì mà cái miệng dính cỏ. Em vừa có con hôm nay nó khỏe là nó hết phẩm mũi á mẹ. Đúng rồi, nó khỏe rồi con. Con này con nguyện hoài luôn. Ngày nay mẹ không có rảnh, mẹ thả nó ra cho nó chơi. Nó ở chuồng mình, nó tội nghiệp. Hồi nó con ăn xong rồi, con thả nó ra cho nó chơi nha. Thôi con thả ra đỡ em đó. Nó đuổi theo em vịt rồi. Thì con giữ nó. Đừng cho em đó nó đuổi theo. Em đó nó đuổi theo nó giỡn á. Ăn mẹ. Con gái nè. Cảm ơn mẹ. Ừ. Bánh này bánh quy hay gì vậy mẹ? Ừ đúng rồi con, bánh quy AFC á. Quỷ lắm mày. Cái này ngọt ngon quá à. Ừ. Cái này ông Út cho con hả mẹ? Ủa con nhớ luôn á hả? Đúng rồi đó, ông Út cho con á. Lúc mà con đi học, ông Út qua đây, ông Út chơi, ông Út cho con đó. Ừ. Ăn bánh này giúp bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe, chất xơ hỗ trợ, chứ quá. Nhìn gì đó? Thèm. Miệng hả? Thèm mình nhìn. Cho nó miếng nha mẹ. Ừ. Đừng có nhá tội nghiệp con. Đừng có táp lại con á. Mẹ mẹ. Ê. Mẹ ăn không? Ăn. Con gửi cho mẹ ăn nè. Gửi cho mẹ đi. Mẹ lau tay con đi tơ quá. Lau cho mẹ xem. Rồi. Rồi lau cái đó con. Đi dính cho mẹ. Hi hi. Ra. Đi sau ra. Rồi, ok. Đó rồi. Nhìn gì đó?
Tôi cứ mở ống kìa, ống thềm á. Để chai sữa chua xích ra đây đi, cho thử ống nếm. Qua đây nè, qua đây rồi đó, qua đây. Ừ. Mẹ ơi, con cho mẹ ăn một con heo bếp ba nha. Ừ. Con biết mẹ thích ăn con, mẹ thích ăn con heo bếp ba mà. Đâu, cho mẹ con heo bếp ba rồi. Đây có hai cái chiếc cầu vồng ngon tuyệt. Nhưng mà mẹ con cùng nhau cắt cầu vồng nha. Mẹ hai cái cầu vồng nè, đẹp không? Ừ, con cái mẹ cái ha. Dạ. Mẹ cái cầu vồng, con cái cầu vồng. Chứ mẹ một cái cầu vồng có ai ăn phụ mẹ cái cầu vồng nữa đâu. Có con ăn phụ mẹ đó. Thế nè, mà mẹ một cái cầu vồng. Ừ, mẹ cảm ơn con. Con một cái cầu vồng. Vậy thì còn hai cái này thôi. Ừ. Ngon quá. Hôm nay con vừa sống. Để cho mẹ luôn con heo bếp ba hả? Dạ. Ừ. Heo bếp ba dễ thương quá à. Dạ. Sao nỡ ăn? Con thắng rồi. Ừ. Lừa cơ hội thắng mẹ hả? Dạ, tại vì mẹ không chịu ăn con mới thắng mẹ. Ừ, tại mẹ thấy em bếp ba dễ thương quá à, mẹ không nỡ ăn. Em bếp ba này giống trong phim hoạt hình mà, cái này kẹo mà mẹ có phải. Em biết ba thiệt luôn mà mẹ thấy dễ thương. Nhìn cái hình đó, nhìn dễ thương á con. Thôi mẹ ăn luôn đi. Ừ, đây đây mẹ ăn. Giờ con cho mẹ ăn con mèo với con gà con nữa nè. Ừ. Mẹ con gấu chứ. Ủa, con gấu hả? Ừ. Vậy thì con lộn. Lộn. Thôi giờ uống sữa chua đi. Dạ, con sẽ uống sữa chua. Con sẽ uống sữa chua dâu tây. Mẹ sẽ uống sữa chua nhiều quá. Đúng rồi. Mẹ được không? Cưng quá. Cho mẹ mở cho. Dạ. Để con mở con mèo này. Ừ. Con mèo này với con gấu sẵn luôn. Dạ. Mẹ leo hút cho con nha. Dạ. Con để nó đây đi. Để con mở cái này ra. Mở này ra để sẵn luôn để hồi mình ăn nha mẹ. Ừ. Ở chừng đổ á. Con hồi con ha. Cái này dễ cứu nên người nhỏ mới nhỏ mở được á mẹ. Ừ. Ui, con hơi cao cổ. Đâu? Cái này á. Con gỡ ra đi, con gỡ hết ra đi. Mẹ thấy con hơi cao cổ nữa đó mẹ. Ừ, con gỡ hết ra mẹ mới thấy được. Thôi chừng gớt nha, gớt xuống em đất lụm á. Cái này người nhỏ mở được luôn á mẹ. Ừ, dễ mở đúng không? Dạ. Rồi cho mẹ xem mẹ. Tên tên tàn. À, con hươu cao cổ đây hả? Con hươu cao cổ này dài, cái cổ nó dài. Cổ dài dữ vậy. Dài lắm mẹ ơi. Ừ, hươu cao cổ dài quá chừng luôn. Cái cổ nó dài lắm luôn. Ừ. Các bạn ơi, ở trong khu vực này á. Sao? Lâu lâu con được gặp được một con hươu cao cổ. Cái cổ nó dài mà con hươu cao cổ này mới dài. Ừ. Chứ mấy con kia nó ngắn lắm mẹ ơi. Con gỡ đó nữa hả? Dạ. Cái kia mình chưa ăn mà gỡ gì con? Ngày nào mình ăn hết thì thôi gỡ nữa. Rồi bây giờ con uống sữa chua trước đi nè. Nè. Ừ. Dạ. Con hút nè. Con cảm ơn mẹ. Từ từ chờ mẹ nhé nha. Dạ, mình đến. Ừ. Ba con bỏ vô trước à. Rồi, chờ mẹ. Con bỏ vô trước. Để con rồi. Thử. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Ủa, sao mẹ không cho nó sụt xuống được con? Vậy hả, như thế này đúng không? Dạ. Rồi, ok. 1, 2, 3. Uống. Ngon quá. Ừ, cái việc đó hơi ngon. Ừ, việc quá. Ngon quá. Ừ. Mà hình như là cái ống hút nó khô quá. Để dễ uống đâu nè. Ừ. Đứng lại không? Dễ uống hơn.
không thích uống mà không hút cái mẹ. Ừ. Tại vì ở bên trong á có hạt dừa trong đây nè. Không có hút không được đâu. Có hạt trong đó, cái ống hút này nó nhỏ quá không được. Rồi con uống đi, con ống hút cho mẹ. Uống đi, uống nó dễ hơn là một con hút. Đúng không? Ừ, nó có hạt dai dai đúng không? Ngon lắm. Ngon quá. Quá thiệt luôn. Nè mẹ, mẹ chọn cái nào? Mẹ chọn cái nào cũng được. Để con cho mẹ cái màu vàng nha. Cái màu vàng cho mẹ, cái màu hồng cho con. Thích màu hồng hả? Dạ. Yeah, thắng rồi. Con sẽ chọn con mèo, mẹ sẽ chọn cái này. Thôi cho mẹ con mèo đi. Nhưng mà con thích con mèo. Mà mẹ cũng thích con mèo. Thôi cho mẹ con mèo, con cái này. Hồi nãy giờ á, con vua mở con gấu ra đó, con ăn con gấu nữa. Thôi giờ ăn cái này chút đi, ăn hết cái này rồi ăn cái con gấu. Ôi, con mèo dễ thương quá à. Dễ thương quá à con. Mày dễ thương quá, con không dám ăn mèo đâu, dễ thương quá. Con không dám ăn thì mẹ ăn. Nói vậy thôi, với mẹ nhường cho con nè, đưa cái nhỏ cho mẹ đi. Dạ, cái nhỏ này người lớn ăn được, cái nhỏ cái lớn cũng ăn được đó mẹ. Ừ, cái nào mẹ cũng ăn được hết, nhưng mà mẹ nhường cho con. Mẹ không nỡ ăn, thấy chưa? Cảm ơn mẹ chưa? Vâng, cảm ơn mẹ. Mèo ơi, mèo dễ thương quá. Mèo mèo mèo, người mặt như mèo. Mẹ hai, ui mẹ ơi, con mèo nó khóc nè. Ngon quá. Mừng con rồi á. Cái sữa chua này có hạt dai dai ngon quá. Ngon như nhà làm luôn. Mẹ ơi. Ơi. Con mày bị mất đôi mắt luôn mẹ. Rồi con ăn đi. Thôi cho mẹ ăn cái người nó nè. Cho mẹ ăn hả? Rồi ok. Thì mẹ con cùng cái lớn. Ừ rồi. Con uống sữa chua đi. Hai mẹ con thi đua nhau uống sữa chua nha. Dạ. Con ăn thắng nha. Mẹ sắp hết rồi đó. Nè con uống đi. Thì con không uống nữa đúng không? Dạ. Cái miệng dính sữa chua kìa. Thì thôi đậy lại đi, đậy lại đi mình để đó. Tối uống. Nè, đậy lại đi con. Dạ. Để mẹ uống hết cho. Mẹ uống cho đó đi. Ừ. Bây giờ con hả no rồi, con phải làm sao? Dạ con ba ông bà cô chú. Cô chú ông bà cô chú là sức khỏe đăng ký con học nhé. Bye bye. Mình và các bạn hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi con vô đây, con đem này vô con bỏ tủ lạnh cho mẹ đi. Dạ. Cái này bỏ tủ lạnh mà. Uống mà em mát lắm luôn á mẹ. Đúng rồi. Con đem này vô con ăn luôn. Ăn nữa hả? Dạ. Tại vì cái này ngon quá. Ừ. Mẹ vô đi.